Food and Hotel Việt Nam là triển lãm quốc tế hàng đầu về nguồn cung ứng thiết bị và dịch vụ trong ngành du lịch khách sạn, nhà hàng tại Việt Nam. Trải qua 9 lần tổ chức, triển lãm lần này được xem như có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự tham dự của 650 đơn vị triển lãm đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với kinh nghiệm và sự tiên phong về công nghệ trong ngành điều hòa không khí, Daikin tự hào mang đến sân chơi này những giải pháp làm lạnh và điều khiển độc đáo nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng về một không gian thương mại phong cách cũng như tối ưu hóa hoạt động dành cho các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê. Daikin luôn không ngừng phát triển và hướng đến việc đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa các giải pháp sao cho mang đến sự thoải mái, tiện nghi nhất cho người sử dụng. Chính vì thế, tại lễ hội triển lãm năm nay, Daikin mang đến cho khách hàng các giải pháp điều hòa không khí, bao gồm các dòng sản phẩm tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, kết hợp với hệ thống điều khiển thông minh, mang lại lợi ích tối đa cho chủ đầu tư và người sử dụng. Đối với phân khúc nhà hàng, cửa hàng, quán cà phê, giải pháp Daikin Sky Air với thiết kế hiện đại, phân bổ luồng gió tối ưu mang đến sự thoải mái cho thực khách, cũng như công nghệ giảm năng lượng tiêu thụ và cài đặt thông minh giúp tiết kiệm chi phí điện năng cho chủ đầu tư. Trong lĩnh vực khách sạn và khu nghỉ dưỡng, Daikin có hệ thống điều hòa không khí thông minh VRV, ưu việt về công nghệ kết hợp với điều khiển tinh vi, đáp ứng được mọi nhu cầu làm lạnh theo quy mô và đặc điểm của từng công trình, tiết kiệm năng lượng tối đa theo nhu cầu sử dụng, điều khiển đa chức năng theo nhu cầu của chủ đầu tư và khách lưu trú. Giải sản phẩm VRV đa dạng về chủng loại và công suất, có thể hài hòa với mọi không gian kiến trúc nội thất. Không những thế, thương hiệu Daikin còn chiếm trọn niềm tin khách hàng bằng những cam kết về chất lượng, giá thành và quan trọng hơn là một chế độ hậu mãi tận tình chu đáo với một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm mà không phải đơn vị nào cũng có thể làm được. Đây là dịch vụ bảo trì ưu việt của Daikin. Enet là một hệ thống có thể theo dõi thông số hoạt động của máy điều hòa 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Và gửi thông tin này đến trung tâm giám sát từ xa của Daikin khi sự cố xảy ra. Kỹ sư Daikin sẽ được cử đến công trình để khắc phục sự cố ngay sau đó. Enet cũng sẽ dự đoán được các lỗi có thể xảy ra trước đó vài tuần, và Daikin sẽ đưa ra các hành động cần thiết để ngăn ngừa hư hỏng hệ thống điều hòa không khí VRV của bạn. Hãy trải nghiệm và cảm nhận giá trị ưu việt từ dịch vụ bảo trì Enet. Daikin tự hào về sự tiên phong trong công nghệ và sự đa dạng các dòng sản phẩm, có thể đáp ứng hoàn toàn mọi yêu cầu của khách hàng, từ bố cục, tổng quan kiến trúc cho đến mục đích sử dụng. Nhờ thiết kế hiện đại và tính năng ưu việt, điều hòa Daikin luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình thương mại như nhà hàng, khách sạn, các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Điều hòa Daikin là một thương hiệu quen thuộc, vì vậy nên công ty của chúng tôi đã lựa chọn và gọi tin dùng cho các chuỗi cửa hàng của bên mình, chẳng hạn như là New Việt Shop tại quận nhất và gần đây nhất là hệ thống bán hàng Le Square tại quận 2. Chúng tôi rất hài lòng với khả năng vận hành tiết kiệm của hệ thống Daikin. Trong suốt cái thời gian hoạt động thì nó ít xảy ra sự cố. Dịch vụ hậu mãi ở Daikin thì tương đối chuyên nghiệp và tốt. Hôm nay mình ghé gian hàng của Daikin thì được sự tư vấn của anh em kỹ thuật, mình thấy rằng là Daikin có một các giải pháp rất là thông minh về điều khiển hệ thống điều hòa không khí, trong đó có sự phối hợp và kết hợp rất là nhiều cái tính năng điều khiển điện, điều khiển nhiệt độ, kiểm soát điện năng tiêu thụ, báo cháy cửa. Mình nghĩ là trong tương lai mình sẽ mang cái sản phẩm này vào để ứng dụng cho các cái công trình của mình.